Con kính chào thầy cô giáo. Con tên là Nguyễn Anh Trúc, lớp 3A2 trường tiểu học Thanh Trì. Nhân ngày 20 tháng 11, con kính chúc các thầy cô giáo luôn mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình của mình. Sau đây, con xin gửi tặng cô Lan Anh, chủ nhiệm lớp 3A2 và các thầy cô giáo trường tiểu học Thanh Trì một bài thơ Cô Giáo Của Con. Cô giáo của con, mỗi khi cô vào lớp, cô cười thật tươi, say sưa giảng bài, giọng cô ấm áp. Bạn nào hay nghịch, cô chẳng thích đâu. Bạn nào chăm ngoan, cô yêu lắm đấy. Cần như hạt muối, đẹp như hoa rừng. Cô giáo của con, ai mà chẳng quý. Ai nâng canh gác nơi cha em là thầy cô không quán ngày đêm. Ai dạy dỗ chúng em nên người là thầy cô em ghi nhớ suốt đời. Học hành chăm, so sánh với công ơn này. Lời thầy cô ghi nhớ không bao giờ quên. Học hành tốt, chúng em xin làm việc tốt. Người nhà góp phần xây đắp tương lai.